Đây là cây trầu bà cánh én đã được tôi trồng 2 tháng. Ban đầu khi mới mua về trồng thì cây chỉ có 4 lá. Sau 2 tháng trồng thì hiện tại cây đã được 7 lá. Điều này có thể thấy đối với cây trầu bà cánh én thì trung bình 20 ngày cây sẽ mọc lên một lá mới. Giống trầu bà cánh én mà tôi đang trồng thuộc dạng trầu bà cánh én xanh. Khi lá non mới mọc ra thì lá có màu vàng chanh như thế này. Sau khoảng một tuần lễ thì màu sắc của lá bắt đầu thay đổi, từ màu vàng chanh sẽ chuyển sang màu xanh lá. Những lá trưởng thành gần như chỉ có màu xanh lá cây. Hôm nay tôi sẽ tiến hành thay chậu cho cây trầu bà cánh én này. Thời điểm nào để tiến hành thay chậu cho cây là thích hợp nhất? Thông thường sau khi trồng khoảng 2 tháng, tôi sẽ tiến hành quan sát phần đáy chậu trồng. Nếu như quan sát thấy rễ của cây trầu bà cánh én đã phát triển ra khỏi đáy chậu, tôi sẽ tiến hành sang chậu cho cây. Thời điểm thích hợp nhất để thay chậu cho cây là khi phần giá thể trồng đã khô ráo. Giá thể trồng khô ráo sẽ giúp cho việc tháo giá thể trồng cũ ra khỏi chậu một cách dễ dàng. Giá thể để trồng cây trầu bà cánh én là loại giá thể tơi xốp, thoáng khí và có độ thoát nước tốt. Ở vườn tôi sử dụng phân rơm mục. Phân rơm mục này tôi chọn loại có những sớ to từ 2 đến 5 cm để tạo độ thoát nước tốt cho giá thể trồng. Và thành phần thứ hai đó là vỏ trấu. Tỷ lệ trộn giữa hai thành phần giá thể này như sau: khoảng 70% là phân rơm mục và 30% là vỏ trấu. Về chậu để trồng cây trầu bà cánh én, thông thường khi thay chậu tôi sẽ sử dụng loại chậu có nhiều lỗ thoát nước ở đáy và chậu mới có đường kính lớn hơn chậu cũ từ 7 đến 8 cm. Đầu tiên tôi sẽ cho phân rơm mục có sớ to vào đáy chậu. Sau đó thì lượng phân rơm nhuyễn hơn sẽ được phối trộn với vỏ trấu. Kế đến tôi sẽ rải một lớp phân tan chậm. Loại phân mà tôi hay sử dụng là Osmocote, có thành phần NPK là 14, 14, 14. Lượng phân tan chậm mà tôi sử dụng để rải ở phần đáy chậu là khoảng 1 phần 2 muỗng cà phê. Sau khi đã đặt cây trầu bà cánh én vào trung tâm của chậu, tôi sẽ tiến hành bổ sung giá thể trồng xung quanh chậu. Khi lớp giá thể trồng này cách miệng chậu khoảng 4 cm, tôi sẽ tiếp tục rải khoảng 1 phần 2 muỗng cà phê phân tan chậm. Khi rải, tôi sẽ rải ở xung quanh của thành chậu trồng, không rải trực tiếp ở vị trí gần gốc cây trầu bà cánh én. Kế đến, tôi sẽ lắp thêm một lớp mỏng giá thể trồng.
Sau cùng tôi sẽ tiến hành hòa tan dung dịch bao gồm thuốc kích thích ra rễ cũng như thuốc phòng trừ nấm bệnh để tưới vào gốc của cây trầu bà cánh én. Loại thuốc kích thích ra rễ và dưỡng cây cho cây trầu bà cánh én mà tôi sử dụng là cơm cát. Liều lượng là khoảng 1 gram cho 1 lít nước. Loại thuốc phòng trừ nấm bệnh cho cây trầu bà cánh én mà tôi sử dụng là Validacin. Loại thuốc này có tác dụng hạn chế bớt bệnh thối nhũng bộ rễ của cây trầu bà cánh én. Liều lượng sử dụng là 2 ml cho 1 lít nước. Sau khi đã pha dung dịch bao gồm thuốc bệnh và thuốc kích thích ra rễ, tôi sẽ tiến hành tưới vào phần gốc của cây trầu bà cánh én. Trên đây là toàn bộ quá trình tôi thay chậu cho cây trầu bà cánh én tại vườn.